Chúng tôi thì được biết là VNPT đã triển khai cái việc là thử nghiệm thương mại hóa mạng 5G tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà 5G đi vào thương mại hóa, mỗi người dùng đều có thể tiếp cận với nó, thì lợi ích mà họ có thể nhận được là gì? Thứ nhất là về tốc độ của 5G, thì hiện nay là theo chuẩn của thế giới, theo ITU là lên đến 20 gigabit trên giây, đấy, siêu tốc độ. Thứ hai là độ trễ thì rất tốt. Và thứ ba là việc kết nối với cái vạn vật IoT thì rất là nhiều. Thì tôi hy vọng là với cái công nghệ 5G, với những cái ưu việt của nó như vậy, thì nó sẽ thúc đẩy nhanh cái quá trình chuyển đổi số, cũng như là xã hội số và nền kinh tế số tại Việt Nam. Trong hơn một tuần qua thì khi mà 5G bắt đầu được công bố rộng rãi ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều những chia sẻ từ khán giả. Và họ muốn được biết rằng là liệu khi nào thì những cái tỉnh thành khác có cơ hội để tiếp cận với 5G. Bộ cấp giấy phép thử nghiệm cho VNPT ở hai cái băng tần là 2.6 GHz và 3.5. Là VNPT là đơn vị duy nhất được cung cấp phát sóng thử nghiệm thương mại ở tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong tương lai thì chúng tôi sẽ có những điểm trải nghiệm lưu động. Và sau quá trình trải nghiệm, đánh giá và thương mại như vậy thì chúng tôi sẽ có kế hoạch cụ thể để quyết định là những tỉnh nào chúng tôi sẽ tiếp tục phát sóng và tiến tới là phủ sóng toàn quốc. Nhưng mà từng bước chúng tôi sẽ đi rất thận trọng. Người dùng cũng cảm thấy rất là vui mừng khi mà giá cước 5G sẽ chỉ tương đương với mạng 4G. Tuy nhiên như vậy thì có vẻ như là sẽ thiệt thòi cho các cái nhà mạng hoặc là các cái doanh nghiệp đang cung cấp cái dịch vụ này, khi mà cái việc đầu tư cho 5G đương nhiên là sẽ tốn kém hơn so với 4G rất là nhiều. Chiến lược kinh doanh của VNPT đối với cái mạng 5G này sẽ là gì? Về chiến lược kinh doanh thì tôi nghĩ này, giống như quay lại cách đây khoảng 5 năm thời 4G, thì một câu hỏi đặt ra trong một buổi báo về 4G, cũng các nhà báo cũng hỏi tôi như vậy. Thế thì bù lại để làm sao giá cước không đắt hơn thì tốc độ nhanh hơn, thì khách hàng sẽ tiêu dùng nhiều hơn. Thì tôi hy vọng là thứ nhất là khách hàng sẽ tiêu dùng nhiều hơn khi đáp ứng yêu cầu của mình. Cái thứ hai nữa thì chúng tôi sẽ tập trung vào vấn đề cái data 5G đó, chứ chúng tôi không bán theo dung lượng data nữa. Đó, ví dụ như là các bộ phim, rồi e-sport, rồi các truyền hình trên đấy, thì tất cả các dịch vụ, thậm chí các dịch vụ cho tương lai nữa, AR, VR chạy trên 5G, thì chúng tôi hy vọng là thu lại nguồn lợi từ các dịch vụ nội dung chạy trên 5G, chứ không phải chúng ta chỉ bán đơn thuần là cái gói data như vậy. Vâng, rất cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn ngày hôm nay và chúc cho VNPT sẽ đưa mạng 5G ngày càng sớm phổ biến với người dùng Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn ông. Xin cảm ơn.